Hey, thương hiệu được chọn mua nhiều nhất nè. Tính được không? Tính đi. Cháo gấu đỏ được chọn mua nhiều nhất bởi ba chuẩn. Chuẩn 1, công nghệ CBET cho hạt cháo bung đều sánh nhuyễn. Chuẩn 2, không chất bảo quản benzoasorbate. Chuẩn 3, tươi ngon như cháo mẹ nấu. Ngon thật là ngon. Ngon như cháo mẹ nấu. Chị ơi, một thùng gấu đỏ chứ gì. Cháo gấu đỏ, thương hiệu được chọn mua nhiều nhất.